Chiều qua, các con đường trung tâm thành phố Huế trở nên sôi động, tưng bừng với không khí lễ hội Quảng Diễn Lân Sư Rồng. Hàng ngàn trẻ em và người dân thành phố Huế đã có dịp được thưởng thức không khí trung thu mang màu sắc festival đường phố đặc trưng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Rộn ràng, náo nức, hòa trong sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng là không khí của lễ hội Quảng Diễn Lân Sư Rồng và rước đèn trung thu do thành phố Huế tổ chức vào chiều qua. Xuất phát từ công viên Thương Bạc, đi theo các tuyến đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Kiên, đường Lê Lợi, cầu Phủ Xuân, lễ hội đã mang đến sự thích thú cho người dân và du khách bởi quy mô hoành tráng, được đầu tư và thực hiện công phu. Tôi thấy rất là vui, và đây là một sân chơi của các cái học sinh và các cái đoàn múa lân, và tạo nên cái không khí vui tươi cho người dân của thành phố Huế. Mình là khách du lịch đến đây, mình thấy thì ở đây tổ chức trung thu khá là sớm thì cái không khí rất là vui, và gần như là mình muốn trở lại cái tuổi thơ của mình ngày xưa. Được tổ chức lần đầu tiên tại Huế, lễ hội Quảng Diễn Lân Sư Rồng và rước đèn trung thu năm nay quy tụ 10 đội lân trên địa bàn và gần 300 em học sinh đến từ 10 trường trung học cơ sở của thành phố. Lễ hội không chỉ góp phần quảng bá giới thiệu về một thành phố sôi động, vui tươi, mà còn là món quà đầy ý nghĩa mà thành phố Huế gửi tặng đến người dân, đặc biệt là các em nhỏ trong dịp rằm tháng 8 khi được cùng bạn bè của mình tham gia rước đèn trung thu. Em rất là phấn khích. Tuy là hơi mệt một chút nhưng mà được đi cùng với các bạn bè rất là vui. Em mong năm nào là cũng có hoạt động này để được mọi người tham gia. Em thấy tự hào bởi vì trường mình được sẵn bước, vậy là mấy trường khác, vậy là cũng rất là vui. Tại vì kiểu có thể tham gia cùng các bạn và kiểu có một cái Tết thiếu nhi trọn vẹn. Kết thúc hành trình Quảng Diễn Lân Sư Rồng và rước đèn trung thu, ban tổ chức chương trình đã trao giải nhất nhì ba và khuyến khích cho các đơn vị trường học tham gia dựa trên sự đầu tư trang trí của mình. Với hiệu ứng lan tỏa, tạo sắc màu vui tươi, tràn ngập không khí Tết Trung Thu, lễ hội Quảng Diễn Lân Sư Rồng và rước đèn trung thu năm nay đã thực sự trở thành một chương trình ý nghĩa, xứng đáng được duy trì trong những năm tiếp theo.